Bên này đi, bên này. Mẹ chào hai đứa. Con chào mẹ ạ. Mẹ. Mẹ ngồi đi ạ. Ngồi đi con. Ngồi vào đây. Mẹ lên sao không bảo hai vợ chồng con ra đón ạ? Không quan trọng. Quan trọng là hai anh em con ấy bỏ qua tha thứ cho nhau. Phương Anh, con xin lỗi anh đi. Em xin lỗi anh chị ạ. Thôi con, em nó còn bé, con cho em nó cơ hội sửa sai. Cho nó ở đây, rồi con quản lý nó giúp mẹ. Chứ để nó một mình, mẹ không yên tâm. Mày liệu mà thay đổi, tao không nói nhiều với mày đâu. Vâng, anh cứ yên tâm, em sẽ thay đổi ạ. Mẹ ơi, mẹ ở lại đây ăn cơm với bọn con nhá. Con đi nấu ạ. Đúng đấy mẹ ạ. Ừ, mẹ phải ở đây vài hôm để xem thằng này nó có thay đổi không, hay là nó vẫn ngựa quen đường cũ thì chán lắm ý. Dạ vâng, nếu mẹ ở lại đây thì để bọn con chuẩn bị phòng ạ. Vợ lấy cho anh bộ chăn ga mới, xong rồi vợ đi nấu cơm nhá. Vâng ạ. À Tuyến này, sao đây mẹ bảo. Lát nữa con nấu cơm ấy thì sắc luôn thang thuốc này mà uống cho bổ nhá. Ở gần nhà mình ấy có ông thầy thuốc ấy, ông ấy mát tay lắm, mẹ phải xếp hàng từ sáng mới mua được mấy thang thuốc này đấy. Con nhớ uống cho khỏe nhá, rồi sớm sinh cháu cho mẹ bế. Mà dạo này ấy, mẹ nhìn thấy con gầy lắm. Cái thằng Hiếu này, mày chăm vợ kiểu gì mà để vợ xác xơ thế này hả? Mà này, hai đứa cứ việc đẻ đi, còn kinh tế đã có bố mẹ lo nhá. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Thôi, để con lên kia nấu cơm ạ. Con xin phép nhá. Ôi ôi, thế là cuộc sống hôn nhân của mày có tí ánh sáng rồi. Đấy, mày nhá, may mà mẹ chồng mày không ghê gớm. Chứ mẹ chồng mày mà ghê gớm nữa thì coi như đời mày xong, hết cứu. Vâng, may quá chị ạ. Từ lúc lấy chồng em đến giờ, em không phải tiếp xúc với mẹ chồng em nhiều. Nhưng mà em thấy mẹ chồng em cũng tốt tình lắm chị ạ. Hôm nay nhá, ăn cơm xong, mẹ chồng em còn bắt anh Hiếu rửa bát cơ, để cho em ngồi nghỉ. Bảo là lúc về quê ăn cỗ, sợ các cô các gì nói ra nói vào, nên là bắt em rửa bát thôi. Còn ở đây không có ai nói nên chẳng sao. Ô thế tuyệt vời quá con gì. Mày á, tao nghĩ là mày nên tìm cách giữ bà lại đi. Chứ bà mà về là mày càng khổ đấy. Em cũng muốn thế, nhưng mà em nghĩ bà không đồng ý đâu. Vừa ở được có mấy tiếng thôi là bố chồng em nhá đã gọi điện giục bà rồi. Không nhưng... Chờ tí nhá. Vợ đây. Em à, anh đi đá bóng tí đây. Vâng, thế về sớm đi nhá. Rồi, anh biết rồi, thế nhá. Tuyến ơi, chồng mày lại đi đá bóng rồi đấy. Ô, sao chị biết ạ? Thì chồng tao vừa xin đây, chồng tao với chồng mày cùng đội, không đi cùng sao được. Vâng ạ. Ô, không khó chịu à? Sao chồng tao đi đá bóng nó khó chịu thế nhỉ? Uống nước đi nhanh về nấu cơm nữa đây. Vâng. Suốt ngày bóng với bánh. Thủa nhà đi đá bóng từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau mới về, đi đâu làm gì nói. Anh đi đá bóng xong rồi anh đi uống bia. Thế đi đá bóng với đi uống bia làm gì mờ ám đâu mà phải tắt máy hả? Điện thoại anh hết pin rồi. Thế anh đi đá bóng xong anh đi uống bia, anh uống bia từ đêm đến sáng à hả? Anh nói như thế đến đứa trẻ con không tin được nhá. Đừng nói tôi. Tại bởi vì anh đi đá bóng xong anh đi uống bia, xong anh say quá, xong anh ngủ nhà bạn anh. Ngủ quên nhà bạn? Bạn nào? Anh đừng có điêu nhá. Thì thằng bạn trong đội bóng của anh ấy. Mà em không tin thì em gọi nó mà xem. Tôi gọi luôn. Gọi đi. Bạn nào đây?
Thằng Giang ấy. Giang ghẻ đúng không? Cứ chơi với mấy cái ông đen đen thôi. Alo. Anh Giang ạ? Anh ơi, hôm qua chồng em có ngủ ở nhà anh không anh? Có, hôm qua nó ngủ nhà anh mà. Dạ vâng ạ, thế em cảm ơn, em chào anh ạ. Đấy, thấy chưa? Chồng nói mà không tin chồng cơ. Chưa xong đâu. Vợ làm cái gì đấy? Rõ ràng là hỏi thằng Giang ấy. Thằng Giang bảo là anh ngủ bên đấy rồi mà vẫn hỏi người khác làm gì? Làm gì á? Ừ. Làm gì anh biết luôn bây giờ này. Có 5 ông bạn. Cả 5 ông đều nhận là ngủ cùng anh tối qua đây này. Anh Hiếu bạn anh ấy còn nhiệt tình gửi cảnh tự sướng, bảo là ngay bây giờ đang ở với anh đây này. Anh đêm qua anh đi đâu? Hôm qua anh đi đá bóng, xong thì anh đi uống bia. Uống bia vui quá thì anh mới đi hát. Đi hát xong thì lại đói. Đói thì anh lại đi ăn. Đi ăn xong say quá thì anh đi về khách sạn. Hả? Tại cái ông đội bóng ấy, ông không biết nhà mình nên là ông mới đưa anh ra khách sạn ngủ. Anh thề là anh không làm gì cả. Thế hả? Thế đi hát có dựa vịn gì không? Chồng không. Chồng chỉ đi hát vui vui thôi. Dựa vịn làm cái gì? Thế để em gọi điện hỏi bạn anh nhá. Mà em nói trước, em không hỏi theo kiểu bình thường đâu. Vợ ơi, vợ ơi, thực ra là có. Cái gì? Thực ra là có, thế nhưng mà là chúng nó gọi. Xong rồi chồng thì vẫn nhớ lời vợ dặn. Chúng nó gọi vào một cái chồng đuổi hết ra luôn. Chồng thà. Được rồi. Thế về khách sạn có con nào gõ cửa nửa đêm không? Có. Lấy! Quên. À thật, nó gọi thật, thế nhưng mà chồng say chồng ngủ, chồng có biết gì đâu mà tôi gọi việc nó chứ. Từ bây giờ nhá, không có bóng bánh gì hết nhá. Tưởng cho đi đá bóng để khỏe người, ai ngờ đi đá bóng còn đổ đốn hơn. Thế nhưng mà... Không nhưng, anh đừng có nhưng nhá. Anh đừng để tôi điên lên nhá. Tôi mà điên lên ấy, tôi điều tra từng chân tơ kẽ tóc hôm qua anh đi đâu làm gì anh còn chết luôn ấy. Ok bà, chồng không nhưng không ý kiến gì thêm. Chồng với chả con. Con ăn đi. Vâng. Mà mẹ hỏi này. Dạ. Con ở đây một thời gian ấy, con thấy cái Tuyến nó mua sắm thế nào? Thằng Hiếu có đưa hết tiền cho nó không? Vâng, anh Hiếu đưa hết mẹ ạ. Con giữ đồng nào đâu. Mà con thấy ấy, bà này bà ấy mua sắm bát đa lắm. Suốt ngày con thấy mua đồ ở trên mạng. Mà mẹ, con thấy ông anh trai bà đấy vừa mua một con SH mới, thế chẳng lấy tiền nhà mình, thì hai ông bà bên đấy làm nông lấy đâu ra tiền mà mua SH xịn thế? Ủa, vợ, sao không lên nhà đi mà đứng đây? Anh đi làm về rồi ạ. Em leo cầu thang mà nên đến đây nghỉ một xíu ạ. Lên đây. Em vào đây. Con mẹ ạ. Tiến về rồi hả con? Con ngồi đây ăn hoa quả đã. Dạ vâng ạ. Úi, lại vừa đi mua sắm cái gì về kia? Mẹ ở đây chứng kiến nhá. Con dâu của mẹ mua đồ gọi là bát đa luôn. Cái thằng này, sao con lại nói chị như thế? Mà Tuyến, con mua cái gì đấy? À, con mua áo cho anh Hiếu ạ. Tại anh Hiếu có cái áo mặc đi làm bị ốm mất rồi, nên con mua ạ. Đẩy vào thử xem mưa không nhá. Đây ạ, anh thử đi. Ủa ơi, vợ ơi,
Hôm nay chắc anh gầy đi hay sao ấy. Áo rộng quá. Mặc cứ như kiểu bơi trong áo ấy. Cái này có trả lại được không? Không được đâu anh ạ. Đây là em mua hàng giảm giá. Người ta đã nhắc kỹ là không được đổi trả rồi. Tiếc quá. Thôi, để em mang về cho anh Đạt ạ. Ấy, để cho em nó mặc. Thằng Hiếu nó mặc rộng ấy, là phương anh nó mặc vừa đấy. Kìa con, cảm ơn chị đi. Em cảm ơn anh chị nhá. Thế... Lần sau ấy, con mà có mua áo ấy, thì mua lấy 2 cái. Mua cho thằng Hiếu 1 cái, với Phương Anh 1 cái. Cái thằng này chán lắm, nó chả biết mua bán cái gì đâu. Vâng ạ. Lô, làm trận bóng nhỉ? Từ từ, tao xem thế nào đã. Con hổ nhà tao nó đang cấm đi đá bóng rồi. Úi dồi ôi, thiếu gì cách. Nhanh nhá, tao ra sân trước. Này có kèo bia đấy. Được rồi, mày cứ ra đấy trước đi, xong tao ra nhá. Thế nhá. Vợ ơi, nấu cơm đi, chồng đói quá. Vâng, vợ nấu đây. Ô chồng ơi, dây cắm điện nồi cơm đâu ạ? Hả? Làm sao mà anh biết được? Nhưng em để đây mà em... Sao em mất được nhỉ? Chắc là em để đâu lẫn chứ mất thế nào được. Mà xem tìm nhanh nhanh đi, nấu cơm chồng đói quá rồi. Để trong tim cô. Chắc là vợ quen tay, vợ để vào tủ bát hay để vào đâu thôi. Em mất linh tinh đâu mà. Đâu nhỉ? Mà vợ thử check cam thế nào. Cam mấy hôm rồi có xem được đâu ạ. Nhỉ? Thế thôi vợ cứ nấu thức ăn dần đi. Chồng chạy đi mua dây khác cho. Vâng, thế cũng được ạ. Nấu dần đi nhá. Vâng. Mất đâu được nhỉ. Anh Tuấn. Anh đây. Vợ bảo ngay đầu ngõ ấy, có cửa hàng liện mới mở ấy. Chồng ra đấy cho nhanh, về quán cơm nữa. Ok vợ, chồng biết rồi. Để đâu được nhỉ? Điện thoại thì vứt ở nhà. Đi mua mỗi cái dây nồi cơm điện thôi mà đi 2 tiếng không biết đi đâu. Anh đi đâu? Hả? Anh đi mua dây nồi cơm điện mới về. Đây, vợ nấu đi, chồng đói quá. Đi mua mỗi cái dây mà đi 2 tiếng. Dây này anh đi mua về hả? Ừ, anh ra đấy mua nhá. Thế nào người ta lại bảo là hết hàng, chờ một lúc nữa mới có. Thế là anh đợi thế nào lại tận 2 tiếng liền. Chờ người ta tận 2 tiếng để lấy cái dây này. Đúng. Thế anh biết tại sao cái dây cắm cơm nhà mình nó biến mất không? Anh không. Thế để tôi nói cho anh biết nhá. Khi mà phụ nữ đã hỏi đến vấn đề gì ấy thì là họ biết sự thật rồi, nhưng họ muốn kiểm chứng xem độ thành thật đến đâu thôi, hiểu không? Đây là dây nồi cơm của tôi nhá. Anh giấu dây nồi cơm của tôi để anh lấy lý do ra ngoài. Bây giờ tôi hỏi anh đi đâu, anh làm gì? Anh đi đá bóng. Đi đá bóng? Thế ba lô của anh đâu? Ba lô anh để ở ngoài kia, cầm vào sợ vợ thấy, định là tối đổ rác rồi cầm vào sau. Ôi, suốt ngày bóng bánh. Mẹ
ơi, mẹ cho con xin ít tiền. Người chả có đồng nào, hèn hết người ra mẹ ạ. Ờ, thôi được rồi. Để mẹ lấy vào phòng thằng Hiếu, mẹ xem nó để chỗ nào mẹ lấy cho một ít nhá. Vâng, đi. Này, cầm lấy đi. Úi, con xin. Mà mẹ ơi, mẹ thấy đấy, toàn bộ đây là đồ trang điểm của bà đấy đấy. Mà tiền của anh Hiếu làm được bao nhiêu đổ hết vào đây mẹ ạ. Này, con nhìn mẹ đánh màu này có được không? Ui giời ơi, mẹ của con đánh màu nào mà chả xinh. Mà mẹ ơi, thế mẹ lấy thêm cái phấn phiếc gì đây này. À. Mà chán cái bà này thật đấy, mua bao nhiêu dùng có hết đâu mà. Thuốc tránh thai à? Thuốc tránh thai ạ? À? Ủa thế này mà mẹ thì có cho uống thuốc tiên cũng chẳng có chữa được. Mà cái bà này tài thật. Nhà đang mong có cháu thì chơi cái kiểu này thì ai chơi lại. Vâng, con vừa chuyển 30 triệu đấy ạ. À? Mẹ nhận được chưa? Vâng. Ờ, mẹ, Phương Anh, hai người làm gì ở đây đấy ạ? À? Mẹ đấy. Ơi, sao mẹ lại lục đồ của con ạ? Chị đưa đây. Đồ này là chị mua bằng tiền của anh trai tôi. Mẹ tôi thích thì để mẹ tôi dùng. Nhà này là nhà của con trai tôi. Tôi muốn làm gì thì tôi làm. Cô có cái quyền gì mà cô cấm tôi vào phòng, cấm tôi được lục đồ? Tất cả những đồ đạc trong nhà này là của con trai tôi hết. Cô có đi làm được đồng nào đâu mà cô nói là của mình. Thế nhưng mà cô đừng có bà nhưng. Cô không muốn sinh con cho cái gia đình này đúng không? Cô cứ làm cho tôi mong mỏi mãi. Không phải đâu mẹ ạ. Bọn con có kế hoạch hết rồi. Khi nào mua nhà xong, bọn con mới tính đến việc đó. Ôi thôi đừng có điêu. Vừa gọi điện thoại cho nhà ngoại, hỏi là nhận được 30 triệu chưa kìa. Đúng là cái đồ của nợ. Nào thì không muốn đẻ, nào thì ăn chơi trác táng, lại còn giấm dối tiền cho nhà ngoại nữa. Chị không. Mẹ ơi, không phải. Tôi nói cho cô biết nhá. Cô làm dâu ở gia đình nhà tôi, tôi chưa bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi điều gì. Cô chỉ việc ăn với chơi, thế mà tôi xin có thỏi son thỏi phấn, cô lại còn tiếc. Đấy là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai ấy, cô về đây lấy chồng về đây ấy, mà cô còn không muốn sinh con cho cái gia đình này. Cô định cuốc hết của cải của cái gia đình này rồi cô chuồn hả? Mẹ ơi. Ủa thôi đừng có văn. Cái mồm kia là con biết chuẩn bị cãi rồi đấy. Con ở với bà này một thời gian con biết mà. Mồm này mà cãi mượt hơn bôi dầu. Tôi nói cho cô biết nhá. Cô muốn làm thế nào thì làm. Nhưng mà cô bảo mẹ cô trả lại ngay tiền cho nhà tôi. Con trai tôi nó không biết giữ tiền ấy, thì tôi giữ tiền. Không có cái kiểu đâu một người thì lai lưng ra làm, còn một người ăn không ngồi rồi được. Thế nhưng mà mẹ ơi, số tiền đấy không phải của anh Hiếu đâu ạ. Thôi chị im đi, đừng có cãi. Mà cho dù con biếu nhà ngoại vài đồng thì có sao đâu ạ. Từ lúc con lấy anh Hiếu đến giờ, nhà ngoại cho bao nhiêu là tiền của bố mẹ con ốm đau, con còn không giúp gì được. Sao mẹ nặng lời với con thế ạ? Tôi hỏi cô nhá, thế bố mẹ cô ấy, có giúp được gì cho cái nhà này không hả? Rồi hồi cô ốm ấy, cô nằm viện, mẹ cô đến chăm ấy, cô đóng được đồng viện phí nào không? Hay là một tay bà già để lo hết hả? Thế mà bây giờ còn cãi chém chèm, cứ như là cái bà hàng tôm hàng cá ở ngoài chợ ấy. Tôi không cần biết, cô gọi điện bảo mẹ cô ấy, trả lại ngay tiền cho tôi đi. Lúc con ốm, mẹ con lên chăm con, không phải là mẹ nói mát, nói này nói kia để mẹ con tức giận bỏ về hay sao ạ? Mẹ con đòi đóng viện phí thì mẹ một mực không cho còn gì ạ? Thế người ta không lấy thì cất luôn đi ạ? Phải bảo đi bảo lại vài lần thì may ra người ta mới cầm. Mà tôi cũng không cầm ý, thì cô phải cầm lấy chứ. Tôi mà cầm ý, người ta lại bảo tôi là đồ hám tiền. Ô, mẹ, có chuyện gì thế ạ? À, không có chuyện gì đâu, chỉ là hiểu lầm. Thôi, mẹ đi về đây. Ơ mẹ, sao lại về ạ? Ôi anh ơi, chị Tuyến chị ấy vừa mắng mẹ sơi sơi đấy. Tí thì chị ấy nhảy vào oánh mẹ. Em không.
Mất dạy. Mẹ tôi vừa lên được có vài hôm mà cô đã khó chịu đến thế rồi à? Anh quen tay đấy à? Mẹ anh với em trai của anh tự tiện vào phòng lục đồ. Em không nói làm gì, nhưng để mẹ anh đổi trắng cho em là lấy tiền đem về nhà ngoại, còn bắt em phải đòi về bằng được nữa. Em muốn giải thích thì mẹ anh không cho em nói hết câu. Còn anh ở ngoài về, anh chưa biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào mà anh đã đánh em rồi. Anh quá đáng lắm rồi. Cô im đi. Không có lửa làm sao mà có khói. Nhà mình đầy đủ thì không nói làm cái gì cả. Nhưng đằng này thiếu trước hụt sau, cô còn đem tiền về cho nhà ngoại. Bây giờ cô nói đi, mẹ cô bảo cô gửi à? Hả? Trong đầu anh lúc nào cũng có cái suy nghĩ đấy. Em thực sự chán anh lắm rồi. Thôi, hai đứa không ở được với nhau ấy thì cũng nên giữ hình tượng đẹp cho nhau, chứ đừng có cãi nhau, chửi nhau rồi hàng xóm người ta dị nghị cho. Còn thằng Hiếu, mày xem ý, mày có bỏ qua được cho vợ mày thì bỏ qua, còn nếu không ấy thì thôi, để mẹ lấy vợ mới cho mày. Cái Hảo ấy nó vẫn đang chờ đấy. Anh Hiếu, anh suy nghĩ kỹ đi, xem ai là người bảo mua nhà xong thì mới có con. Còn tiền 30 triệu hôm nay em gửi về cho mẹ, tiền đấy để làm gì? Anh tự suy nghĩ lại đi. Con xin phép mẹ. Ba mươi triệu. Dạ vâng ạ. Vâng, em nhớ rồi anh ạ. Em sẽ thu xếp trả cho anh sớm. Vâng, em chào anh. Anh ơi, hay mình chưa có tiền thì em sẽ hỏi vay bố mẹ em, xong rồi đóng tiền nhà, mình đi làm kiếm tiền để trả lại dần được không ạ? Thế thì vợ chịu khó nhé. Con đi đâu? Đứng lại! Kệ nó đi! Có cái loại con dâu đâu mà đang nói chuyện thì lại bỏ đi như thế. Nó tự đi được thì nó tự về được, mà nó đi luôn thì càng tốt, để mẹ lấy vợ mới cho con. Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm vợ con rồi. Cái số tiền đấy là vợ chồng con vay ông bà ngoại để đóng tiền nhà đấy mẹ ạ. Khổ quá mà thôi. Mẹ ơi, hơi ít mẹ ạ. Thế để mẹ tìm xem mấy kia còn không nhá. Nào, mẹ tìm đi. Mẹ. Sao giờ mẹ còn chưa ngủ à? Dạo này mẹ hơi bị khó ngủ. Có phải mẹ đang chờ thằng Phương Anh không ạ? Nó vẫn chưa về à mẹ? Chắc là nó ngủ ở nhà bạn nó rồi. Thôi con ngủ đi, mẹ cũng đi ngủ đây. Lúc tối con đã không muốn cho nó mượn xe rồi, mẹ cứ bắt con phải cho nó mượn. Thì con có đi đâu đâu, em nó cần thì cho em nó mượn, con là anh thì phải nhìn nhịn em chứ. Vấn đề là con thừa hiểu cái thằng này, đến tầm này mà nó vẫn còn chưa về thì chắc chắn 100% nó đã cắm xe của con rồi đấy mẹ ạ. Làm gì có chuyện đấy, em nó ngoan lắm. Thôi con đi ngủ đi. Mẹ cứ bênh nó chằm chặp ra, nó hư là tại mẹ đấy mẹ ạ. Mẹ có bênh em nó đâu, em nó đi sinh nhật thật mà, nó còn xin tiền của mẹ nữa. Sao ạ? Mẹ còn cho nó tiền á? Ừ, thì em nó đi sinh nhật mà, ai mà chả phải có bạn bè. Ôi dồi ôi mẹ ơi. Alo. Sao ạ? Dạ vâng, tôi tính ngay ạ. Con ơi, có chuyện gì mà gấp thế hả? Thằng con trai cưng của mẹ, nó vừa sử dụng chất cấm, nó đang trên phường kia kìa. Làm sao lại có chuyện đấy được? Con đã bảo mẹ rồi, mẹ cứ như thế làm sao mà nó không hư. Hiếu ơi, chào mẹ con. Gì ấy? Alo. Đi đá bóng xong làm quại bia không? Chán quá. Thế đại thí. Chắc là đang trong nhà vệ sinh. Rí. Ô.
Tôi thấy bóng của mình đâu nhỉ? Đi đâu ôm đấy cho chắc. Thôi kệ, ra mượn quần áo thằng yêu, xong mua đôi giày 70 là xong. Ô, chủ có xe đâu rồi? Đi đâu cầm theo đấy, chờ nó chắc. Gọi thằng Hiếu đón. Ê Cổng ơi, sao đây? Khóa cổng á? Khóa cổng vào xong tháo bình cho nó chắc. Alo, mày đâu lâu thế? Mày ơi, chắc là tao không đi được rồi. Thôi nhá. Cái thằng này ấy, con hư lắm đấy nhá. Thế con không nghĩ tí nào cho mẹ à? Mẹ, từ từ rồi con khắc sửa. Tại chúng nó coi thường con quá nên con mới phải thể hiện đấy. Mà mẹ, mẹ mua cho con cái ô tô đi, để chúng nó đỡ coi thường con. Thôi được rồi, để mẹ nói chuyện với bố xem thế nào. Mà con ấy là nhiều tội lắm ấy, lẽ ra là phải bị phạt ấy, lại còn ô tô tiếc cái gì nữa. Mẹ cứ như thế, bảo sao nó càng ngày càng hư ạ. Khéo mấy hôm nữa nó còn nghiện ngập ấy chứ. Lần vừa rồi nó bị như thế, mẹ cứ bắt con cho nó mượn xe, xong rồi mẹ còn cho nó tiền nữa. À thì mẹ... Hay bây giờ mẹ cứ về với bố đi, mẹ để nó ở đây với con. Chứ có mẹ ở đây ấy, nó cậy mẹ nó còn hư thêm ấy mẹ ạ. Hậu quả vừa xảy ra rồi đấy ạ. Nếu bây giờ mẹ muốn nó khá hơn, mẹ muốn nó tốt lên ấy, thì mẹ cứ để đấy cho con, để con trị thằng này. Ôi mẹ ơi, mẹ đừng có về, mẹ ở đây với con đi. Thôi mẹ đi về đây, hai anh em ở đây liệu mà bảo ban nhau. Ôi rồi mẹ đừng về, mẹ ở đây với con. Thôi mẹ đi về. Mày bỏ mẹ ra. Mẹ cứ về nhà đi ạ. Khi nào mày muốn lên chơi ấy, con sẽ đón mẹ lên. Để con lên thu đồ cho mẹ. Mẹ. Ừ. Thôi mẹ về đây. Con nhớ chăm sóc thằng Hiếu cho mẹ nhá. Chi tiêu thì tiết kiệm thôi, mà đã sống ở đây thì phải hết lòng vì nhà chồng. Con nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Con chào mẹ. Con chào mẹ ạ. Vợ. Vợ, anh xin lỗi. Anh đã để em khổ với anh. Anh đúng là thằng tồi. Từ giờ anh hứa, anh hứa với vợ, anh sẽ thay đổi. Vợ cho anh một cơ hội được không?